the power of dream. This will also be an opportunity for the outstanding candidate to exchange knowledge, skills, and win valuable prizes. Tôi đến đây với tinh thần là học hỏi và chia sẻ kiến thức cho nhau, và tôi đã chuẩn bị kỹ năng cũng như kiến thức để đạt được cái kết quả tốt nhất. Xa hơn nữa đó là mục tiêu giành vé tham dự cuộc thi châu Á châu Đại Dương 2023 tại Thái Lan. Mình sẽ nỗ lực giành được giải trong cuộc thi này. We will join the A and O contest for both motorcycle and automobile. Motorcycle number one in Asia, automobile number one in Asia. Please hang on.